Người phụ nữ này là trùm ma túy tàn nhẫn nhất vùng Đông Bắc. Đã có hàng ngàn cảnh sát chết dưới tay ả. Và mục đích đến Hàn Quốc lần này của họ là để thỏa thuận với Ngài Lee, trùm ma túy lớn, từ đó bán nguyên liệu thô của họ ra nước ngoài. Ngài Lee vốn cũng mong muốn hợp tác, lập tức phái hai trợ thủ đắc lực đến đàm phán. Hai người cung kính cúi chào khi nhìn thấy ông trùm vùng Đông Bắc, Ha Jim. Rất vui được gặp Park Sun Chang. Rất hân hạnh. Người kia mặt không biểu cảm ngồi xuống. Chị đại Boryong liền bê hộp cứu thương đến bên cạnh, băng bó cho người yêu giống như không có ai ở đây. Bọn chúng không hề hay biết, người đàn ông lớn tuổi này là đội trưởng đội cảnh sát, thân là người giới thiệu, răng rắc cũng bị cảnh sát kiểm tra. Vì hai bên mua bán chưa từng gặp nhau, có răng rắc là người giới thiệu nên họ đã nhanh trí đóng vai kẻ buôn ma túy để đột phá từ bên trong. Jin Ha Jim vô cùng bất mãn, hắn đến đàm phán với thân phận đại ca, vậy mà phía Ngài Lee chỉ phái hai tên đàn em đến. Điều này khiến hắn cảm thấy không được coi trọng, quyết định dằn mặt đối phương. Anh là ai? Anh có phải Ngài Lee không? Won Ho vội vàng giải thích chỉ cần giao dịch thành công, Ngài Lee sẽ đích thân ra mặt chúc mừng. Chính vào lúc này, Boryong bước ra vui mừng bá vai bá cổ răng rắc. Hóa ra trước đó răng rắc đã giúp ả đu idol, cho ả được chụp ảnh cùng Lee Min Ho, nên ả vô cùng có thiện cảm với anh. Đột nhiên ả để ý đến cà vạt của răng rắc. Quan trọng một điều là chiếc kẹp cà vạt này thực chất là một camera siêu nhỏ, một khi bị bại lộ, cả hai chỉ có đường chết. Vào lúc nguy cấp, để chuyển hướng sự chú ý, Won Ho lên tiếng khen ả xinh đẹp. Không ngờ ả càng nghe càng nổi giận. Khuôn mặt diễn viên, cơ thể người mẫu. Người mẫu ngực nhỏ mà. Ngực tôi nhỏ à? Một giây sau ả giật cái kẹp xuống nhìn chằm chằm như phát hiện ra gì đó. Là giả phải không? Anh rể nhà cung cấp của chúng tôi sản xuất cái này ở Hàng Châu. Thấy tình thế ngày càng khó kiểm soát, Won Ho vội vàng đi vào vấn đề chính. Khẳng định Mai Thúy lần này là tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ. Không những nguyên liệu thô tinh tế hơn, mà một khi đã dính vào thì đến chết cũng không thể cai. Nghe vậy Boryong lập tức bị thu hút, chạy đến chỗ Won Ho phấn khích bê khay thuốc đi. Khi hai người hút xong, chớp mắt trở nên điên loạn, giống như bị người khác điều khiển. Một giây sau liền tức tốc chạy vào phòng ngủ. Hai người bên ngoài không dám lãng phí thời gian, bởi vì họ còn phải đóng giả Jin Ha Jim để đến gặp mặt với người của Ngài Lee. Lúc này người phụ trách gặp mặt đã đến trước cửa khách sạn. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, Won Ho vừa thay đồ vừa đọc thuộc lời thoại của Jin Ha Jim. Đồng nghiệp So Jeon đóng giả thành Boryong. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, răng rắc vừa hay dẫn người của Ngài Lee vào trong. Tôi là Park Sun Chang. Rất hân hạnh được gặp anh. Won Ho không hề hoảng loạn trước tội phạm giết người không chớp mắt, ngược lại còn diễn đâu ra đấy. Ngài Lee đâu? Hôm nay tôi gặp anh trước, Ngài Lee lần sau Ngài Lee sẽ. Ngay cả những người biết tôi cũng giả như không biết, để được yên thân. Vì tội biết tôi là ai, tôi có thể giết tất cả ngay bây giờ. Để tránh đêm dài lắm mộng, răng rắc nhanh chóng tăng tốc độ đàm phán, đổ lây ca ra. Bởi vì màn này cần Won Ho đích thân kiểm hàng, nên họ đã nghiền kẹo cao su ra từ trước. Vốn tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, không ngờ Park Sun Chang dường như phát hiện ra gì đó. Có thật đây là lây ca không? Thấy sắp bị bại lộ, So Jeon lập tức đứng dậy hát đổ ki rượu rồi vội vàng xin lỗi. Lúc đầu tưởng rằng như vậy có thể qua mắt, không ngờ Park Sun Chang đã đích thân chuẩn bị từ trước. Chỉ thấy hắn lau sạch khay rồi đổ ra hai mẫu mai thúy. Đây là sản phẩm mới, thiết kế riêng cho thị hiếu Trung Quốc. Răng rắc ở bên cạnh đột nhiên cản lại. Hôm nay hãy chỉ thử lây ca thôi. Tôi chưa báo anh ấy về sản phẩm mới. Người thường một lần hút hai loại sẽ nguy hiểm đến tính mạng rất lớn. Hơn nữa một khi Won Ho có mệnh hệ gì, anh ta cũng khó thoát thân. Không ngờ lòng nghi ngờ của Park Sun Chang đã lên đến cực hạn, không chịu tin. Mang nó ra đây. Để tránh lộ chuyện, Won Ho đành phải cắn răng dùng thuốc. Chỉ thấy anh ta hút xong cơ thể giống như chạm vào điện cao áp, cơ thể trở nên cứng đơ, gân trên mặt nổi rõ. Park Sun Chang ở bên cạnh hỏi thấy thế nào. Lúc này Won Ho cảm thấy cơ thể mình như có hàng ngàn con kiến đang bò. Nhưng để che giấu việc bản thân chưa từng hút mai thúy, liền túm lấy Park Sun Chang phát tiết. Nếu lần sau Ngài Lee không đến, mày sẽ an nghỉ nơi chín suối. Phát tiết xong, anh ta loạng choạng bước vào phòng. Lúc này sắc mặt anh ta trông vô cùng khó coi. Khi So Jeon đóng cửa lại mới ngã xuống đất. Sau khi hai người rời đi, cảnh sát vội vàng xông vào phòng, đặt Won Ho vào bồn nước lạnh đã chuẩn bị từ trước. May thay có răng rắc ra tay giúp đỡ và kịp thời tiêm adrenaline mới kéo được Won Ho từ quỷ môn quan trở về. Giờ kế hoạch đều thuận lợi, hai bên đều cho rằng Won Ho và răng rắc mới là người đàm phán trong vụ giao dịch này. Về việc sản xuất, kinh doanh mai thúy đều do hai nhà chế thuốc tài năng của Hàn Quốc đảm nhiệm.
Tiếc thay hai người này là người câm điếc và chỉ quen mỗi răng rắc, vậy nên họ đành phải chia ra hành động. Won Ho bày camera giám sát từ xa. Hai anh em này vốn là người chế tạo ma túy của công ty. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng giữa ban lãnh đạo, cả hai đành phải ra làm riêng. Nhưng họ chỉ phục vụ một mình Ngài Lee, trở thành thế lực bào chế ma túy hùng mạnh của ông ta. Điều đáng sợ hơn nữa là hai người này không chỉ có tài, mà còn có thể sản xuất ma túy suốt 3 ngày liên tục không ngừng nghỉ, đáp ứng được cung cầu cho Ngài Lee. Khi Won Ho còn đang kinh ngạc, thì điều tra ra được thân phận của răng rắc là giả. Trước đó, để thanh lọc nội bộ công ty, Ngài Lee đã gây ra một vụ nổ. Còn mẹ của răng rắc là lao công của công ty vô tình bị nổ chết, anh mới quyết định phản bội ông ta. Không ngờ cảnh sát điều tra ra, hai mẹ con không hề có quan hệ huyết thống. Vốn tưởng rằng sẽ có cú quay xe nào đó, không ngờ răng rắc vô cùng điềm tĩnh. Năm đó anh ta 8 tuổi, ở trong thùng hàng bị vận chuyển từ Hồng Kông đến Hàn Quốc, mẹ của anh ta là người đầu tiên phát hiện ra. Trùng hợp thay năm đó con trai ruột của cô ta đã gặp tai nạn chết. Để xoa dịu vết thương lòng, cô ta liền cho răng rắc dùng hộ khẩu của con trai mình, cứ như vậy sống ở Hàn Quốc 20 năm. Nghe lý do có vẻ miễn cưỡng, nhưng Won Ho không có thời gian đi chứng thực, bởi vì hiện giờ đột nhiên có một nhóm người xuất hiện. Park Sun Chang dẫn theo một nhóm người thần bí đến xưởng chế tạo ma túy. Người này có mối thù giết cha với Ngài Lee. Cha của hắn bề ngoài là chủ tịch của tập đoàn công nghiệp, nhưng sau lưng là cổ đông trong băng nhóm buôn bán ma túy của Ngài Lee. Không lâu trước đó, Lee thanh lọc bộ máy đã hại chết cả ông ta. Kỳ lạ một điều là không hề ảnh hưởng đến con trai ông ta, Brian Lee. Giờ không ai biết mục đích chuyến đi lần này của Brian Lee là gì. Hắn nói với răng rắc, sau này cả công ty này do hắn quyết định, giống như muốn tiếp quản vị trí của Ngài Lee. Câu hỏi của răng rắc đâm thẳng tim đen, khiến Brian Lee hóa đá tại chỗ. Ngài Lee có cho phép anh không? Hắn không thừa nhận cũng không phản đối việc mình có phải do Ngài Lee phái đến hay không. Nhưng hành động này đã khiến Park Sun Chang mất sạch mặt mũi. Lắm lời, dù cho Park Sun Chang muốn giết người đến nơi, nhưng giờ vẫn phải giữ mạng của răng rắc. Bởi vì quy trình sản xuất của Ngài Lee vô cùng bí ẩn, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Vừa hay răng rắc lại là chân chạy việc, liên lạc bên mua. Nói cách khác, chỉ cần cậy được miệng răng rắc là có thể thâu tóm toàn bộ nguồn buôn bán hàng của Ngài Lee. Ở bên này, Won Ho bắt đầu thắc mắc. Với biểu hiện của Brian Lee ở hiện trường, có phải hắn chính là Ngài Lee không? Anh ta liền lập tức lên mạng tìm kiếm tài liệu. Chính vào lúc này, logo của công ty trông vô cùng quen mắt. Logo này chính là thứ mà người cung cấp tình báo đã để lại trước khi chết. Do đó anh ta càng thêm chắc chắn, suy nghĩ Brian Lee chính là Ngài Lee. Thời gian giao dịch với Jin Hajim đang đến gần. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, đối phương đã hùng hổ kéo quân đến tận cửa. Cách mời khách đặc biệt của hai vợ chồng nhà này khiến Won Ho và răng rắc đều cảm thấy cạn ngôn. Nhưng lần này Jin Hajim lại trở nên vô cùng khác lạ, bắt đầu cười nhạo. Còn mày là cảnh sát. Lúc này hai người mới nhận ra, hóa ra họ đã bị bại lộ thân phận sau lần đầu gặp mặt. Nếu hai bên đều đã rõ ràng cả rồi, thì không cần thiết phải tốn thời gian nữa. Won Ho không hổ danh là đội trưởng đội cảnh sát, đòn tấn công ác liệt khiến đối phương không kịp trở tay. Hơn nữa không thể không kể đến hào quang của nam chính trợ giúp. May thay trước khi hành động họ đã mặc áo chống đạn, nên người đồng nghiệp vừa nãy bị bắn ngã mới thoát mạng. Thấy đã bắn hết đạn, liền đổi súng ngắn tiếp tục đuổi theo. Không ngờ lúc này Jin Hajim đã nổi điên, vác ạc cứ thế nã đạn, không hề màng đến sống chết của người của mình. Sau một hồi giao chiến, đạn cũng đã bắn cạn. Tiếp theo hai bên bắt đầu đấu cơ bắp. Nhưng Won Ho đã bất cẩn, không ngờ đến một tên đại ca trông có vẻ suy dinh dưỡng như Jin Hajim cắn thuốc, lại khỏe như một con bò đực. Won Ho dường như không có nước trở tay. Vào lúc hắn nhấc tạ lên định kết liễu Won Ho, răng rắc xuất hiện kịp thời mới cứu Won Ho một mạng. Sau trận chiến, họ tiếp tục đóng giả Jin Hajim đi đối phó với Park Sun Chang. Không ngờ giữa đường lại gặp tin dữ. Hóa ra trong lúc hai bên đang giao chiến, Brian Lee đã cử người tấn công xưởng chế mạo ma túy của hai anh em Câm. Đợi cảnh sát xông vào, bên trong chỉ có thi thể la liệt. Nhưng họ không ngờ rằng hai anh em Câm vẫn bình an vô sự. Cảnh sát lập tức đuổi theo muốn tóm gọn cả mẻ. Không ngờ hai anh em Câm đã đặt thuốc nổ để cắt đuôi, khiến một cảnh sát hy sinh. Mất đi một đồng nghiệp, Won Ho vô cùng tức giận. Anh ta chất vấn răng rắc tại sao không nói trước rằng trong xưởng có vũ khí và thuốc nổ. Từ khi anh ta bị chặt tay, tôi nghe nói anh ta giữ súng hoặc bom bên mình để phòng thân. Lời này khiến Won Ho không nói được gì. Càng quan trọng hơn nữa là gã Park Sun Chang đang thúc giục cá lớn sắp cắn câu. Họ tiếp tục đóng giả vợ chồng Jin Hajim đến giao dịch. Sau khi được Park Sun Chang giới thiệu, lần này người họ gặp là Brian Lee.
bởi vì lần đầu tiên gặp Won Ho đã nhấn mạnh lần này phải đích thân ngài Lee ra mặt. Vậy nên anh ta cứ luôn hỏi Brian Lee có phải là ngài Lee thật sự hay không. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ phủ nhận, không ngờ hắn không hề che giấu. Tôi chính là ngài Lee. Nhưng Won Ho vẫn luôn cảm thấy Brian Lee không phải là ngài Lee. Bởi vì anh ta đã lần theo dấu vết ngài Lee nhiều năm, dù cho chưa từng gặp mặt nhưng từ phong cách làm việc, ngài Lee tuyệt đối sẽ không hung hăng, kiêu căng như vậy. Anh ta không hề nể mặt thằng thừng vạch trần. Thấy bị vạch mặt, Brian Lee cũng không nhiều lời. Hắn nói cha mình và ngài Lee là đối tác. Nếu cha đã chết, ngài Lee cũng không chịu lộ diện, vậy thì hắn chính là tay cốt cán của công ty. Vậy nên ai là ngài Lee không quan trọng, chỉ cần nắm giữ được bí kíp chế tạo mai thúy là có thể ngồi vào chiếc ghế đó. Nhưng Won Ho lại vô cùng bất mãn, anh ta vốn muốn đích thân bắt ngài Lee, không ngờ lại gặp ngay phải hàng fake. Cục diện rơi vào thế đóng băng. Chính vào lúc này, có tiếng gõ cửa, một nữ phục vụ đẩy xe đẩy rón ra rón rén bước vào. Bên trong là gì thế? Người đó nói đây là quà của ngài Lee. Mở ra đi. Từ từ thôi. Bên trong là một cánh tay của Park Sun Chang và một chiếc điện thoại. Người gọi đến là ngài Lee thực sự. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hóa ra trong lúc hai người nói chuyện, răng rắc đã bị Park Sun Chang nhốt lại. Nếu đại ca của hai bên đã gặp nhau, người môi giới như răng rắc không còn giá trị lợi dụng nữa. Không ngờ anh ta đã chuẩn bị kế hoạch B. Sau khi Won Ho bấm nghe điện thoại, ngoài cửa có hai sát thủ. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Vào lúc Brian Lee thừa cơ bỏ trốn thì bị Won Ho hất ngã xuống đất, hai bên lập tức giao đấu ác liệt. Thấy sắp bắt được Brian Lee, không ngờ lại bị bắn trúng đạn. Cảnh sát bên ngoài nghe thấy tiếng động liền xông vào. Họ chế ngự được người chế tạo mai thúy, kinh ngạc phát hiện nhóm người này chỉ là những thanh niên hơn 20 tuổi. Trong lúc hỗn loạn, Brian Lee cũng bị người khác đưa đi.